nước dưới bàn tay Trung Cộng đã cận kề và cũng đã đến lúc độc tài cộng sản cần phải bị triệt tiêu, hầu toàn dân có thể góp sức để đại đoàn kết và đương đầu với bá quyền Trung Cộng. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Jack Ham và Nguyễn với tựa đề Hà Nội đu dây khó khăn hơn sau vụ bãi tư chính. Trung Cộng nhất định không chịu rút khỏi bãi tư chính. Những vấn đề pháp lý có vẻ như đã quá rõ. Đây là hai phần quốc tế, nhưng mà là thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Người Tàu đâu thể vô tìm kiếm tài nguyên được. Có hai câu hỏi mà những nhà quan sát đặt ra. Một, Bắc Kinh đã làm gì vậy? Hai, Việt Nam phải làm sao? Về câu hỏi thứ nhất, ý kiến đáng chú ý nhất là của giáo sư Ngô Vĩnh Long khi ông trả lời đài BBC. Người Tàu đang đẩy những nước cờ của chúng trong cuộc tranh chấp Biển Đông lên mức tinh vi hơn. Tôi đồng ý với ý kiến này, và xin bàn thêm là người Tàu đang dấn thêm một bước nữa để thỏa mãn tham vọng giành đai con đường của chúng, đồng thời tránh được điều mà các nhà nghiên cứu lịch sử gọi là bẫy Thucydides. Bẫy Thucydides là gì? Lấy từ lịch sử Hy Lạp cổ đại, các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, khi một nước đang vươn lên thành bá chủ tại một nơi nào đó, thì chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra với một bá chủ khác đang ngự trị lâu năm ở đó. Lý thuyết này giải thích những xung đột như là Thế chiến thứ nhất, lúc đó nước Đức đang vươn lên, phải tìm cách lật đổ đế quốc Anh. Còn Thế chiến thứ hai ở Thái Bình Dương là đế quốc Nhật đang vươn lên, cho nên đánh nhau với đế quốc Mỹ ở vùng biển này là điều không tránh khỏi. Cuộc chiến tranh Hoa Kỳ-Tây Ban Nha cũng nằm trong bối cảnh đó. Hiện nay, tại Biển Đông và châu Á-Thái Bình Dương, Trung Cộng đóng vai kẻ vươn lên mà Hoa Kỳ là bá chủ lâu năm. Sau khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền, thì vào ngày 6 tháng 4 năm 2017, ông Trump gặp Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình ở Florida. Cùng ngày đó, báo New York Times cho chạy bài của nhà nghiên cứu chính trị người Mỹ là Graham Allison nói rằng cả Hoa Kỳ và Trung Cộng đều có trách nhiệm về đạo đức để tránh cái bẫy Thucydides, tức nói nôm na là tránh một cuộc chiến tranh. Có vẻ như hai bên đã và đang thực hiện cái trách nhiệm đạo đức đó. Về phía Trung Cộng, chúng đưa tàu bè có trang bị vũ khí hoạt động kinh tế chấn ngay cửa ra của eo Malacca về phía bắc để kiểm soát hải lộ Biển Đông, tiến lên làm chủ Đông Bán Cầu, nên bãi tư chính đúng là một bức cờ trong ván cờ lớn đó. Có phải là họ làm điều đó trong lúc người Mỹ đang bị lo ra vì những xào xáo nội bộ, vì lực lượng hải quân không có mặt tại Biển Đông? Nước Mỹ không muốn sập bẫy Thucydides. Có thể Tổng thống Trump không biết Thucydides là ai, nước Hy Lạp nằm ở đâu, nhưng chắc chắn ông biết rằng ông không muốn đánh nhau với người Tàu ngay từ đầu. Ông thấy rằng Hoa Kỳ chẳng hơi đâu mà đi bảo vệ cho thiên hạ. Ông công khai nói điều này và đòi các đồng minh phải chia sẻ chi phí. Thậm chí ông còn bảo người Tàu bỏ tiền ra để tuần tra vùng biển Trung Đông với ông nữa mà. Ông Trump chỉ hô hào chiến tranh thương mại thôi. Mà liệu cái bẫy Thucydides này có xảy ra hay không? Xin thưa, e rằng khó. Vì cho tới nay, hy vọng của những người chống Trung Cộng cuồng nhiệt cứ lên xuống theo những cái thuyết thương chiến của ông Trump, nhưng chưa tới đâu cả. Đơn giản là hai nền kinh tế đó nó gắn vào nhau nhiều lắm rồi, nên nếu tôi sức tài thì anh cũng phải mẹ tráng. Thế bây giờ Việt Nam tính sao đây? Điểm lại những chạm trán tương tự từ vụ Creston năm 1994, vụ Hải Dương 981 năm 2014, và nay là tư chính, thì lần này có vẻ như Việt Nam đang chuẩn bị đầy đủ nhất. Người ta thấy tàu võ trang của Việt Nam chạm trán với người Tàu ngay từ đầu, và tất cả những chạm trán này chỉ diễn ra khi Hà Nội bị đẩy tới bước đường cùng. Và vì vậy,
Chuyện bãi Tư Chính đẩy Hà Nội tới một sự chồng chành khó khăn mới trong những bước đi đu dê của mình bấy lâu nay giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh. Không những Hà Nội đu dê giữa hai cường quốc, mà Hà Nội còn đu dê giữa 90 triệu người Việt và Bắc Kinh nữa. Dù tương đồng ý thức hệ tới đâu, Hà Nội cũng không thể bỏ qua được tình cảm dân tộc chủ nghĩa chống Trung Cộng, vốn là di truyền của người Việt hàng ngàn năm nay. Theo quan sát của nhiều người thì từ vụ giàn khoan 981 đến nay, qua chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Tòa Bạch Ốc, và nay là bãi Tư Chính thì Việt Nam đang trôi về phía Hoa Kỳ. Có thể điều đó đúng, nhưng chậm rãi từ từ và hiện đang chỉ là giấc mơ của hàng triệu người Việt, kể cả nhiều đảng viên Cộng sản. Họ vẫn bày tỏ sự bực tức người Tàu và ủng hộ người Mỹ. Nhưng người Mỹ đâu rồi? Sau một tuyên bố long trọng của Bộ Ngoại giao, Washington quay về với eo biển Hormuz và đồng minh anh em Do Thái với buổi điều trần Mueller. Và trong ký ức của Hà Nội, việc thất thủ Hoàng Sa năm 1974 ngay sát hạm đội 7 Hoa Kỳ vẫn còn mới tinh. Và Hà Nội hiểu Washington hơn là Sài Gòn trước năm 1975 hiểu Washington. Nên nhớ, người Mỹ đâu có cam kết gì. Này với sự mất tín nhiệm của các quốc gia châu Á vào người Mỹ, vấn đề quốc tế hóa càng trở nên khó khăn hơn. Để kêu gọi quốc tế hóa, bản thân Việt Nam phải là một quốc gia mạnh mẽ, dám thách thức được bá quyền của người Tàu, tạo một cái bẫy Thucydides Descartes. Đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì cũng tốt thôi, như một chức sắc tôn giáo có nói với người viết bài này rằng, cả hai kẻ đó đều không đáng tin, nhưng đừng đu dây giữa 90 triệu dân và Bắc Kinh. Hà Nội hãy nhìn thấy một điều, với 90 triệu dân, hơn 300.000 cây số vuông, Việt Nam không phải là một đối thủ yếu, ngay cả đối với Bắc Kinh. Nhưng 90 triệu dân đó có đang đoàn kết hay không? Sự chia rẽ của người Việt Nam hơn 40 năm sau nội chiến vẫn còn dai dẳng vì những chuyện ý thức hệ trên trời dưới đất. Sự áp đặt xã hội toàn trị chỉ là làm cho quốc gia yếu đi, vì nó không huy động được hết sức mạnh tổng hợp của cả xã hội như một nền dân chủ.